Hello, xin chào mọi người, lại là mình đây. Thì hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người cái những cái yếu tố mà ảnh hưởng đến bộ dàn âm thanh của mọi người mà có thể trước đây mọi người chưa nắm hoặc là có nắm rồi nhưng mà hơi mơ hồ và cũng không biết được chính xác là nó đã có ảnh hưởng gì đến cái bộ dàn âm thanh của mình. Thì hôm nay mình sẽ phân tích chuyên sâu ra cho mọi người nắm và để mọi người có thêm kiến thức, mọi người đầu tư một cái bộ dàn âm thanh làm sao cho nó đạt chất lượng nhất mà đạt hiệu quả cao nhất nhé. Bắt đầu thôi. Ok, yếu tố đầu tiên sẽ là đề không gian phòng. Thì không gian phòng nó sẽ ảnh hưởng gì đến bộ dàn âm thanh của mọi người? Đầu tiên, không gian phòng lắp đặt. Mọi người chú ý cho mình là không gian phòng nó sẽ có hai dạng. Một là mình thấy mọi người hay lắp trong phòng khách. Hai là mọi người lắp phòng riêng, một cái phòng kín riêng, chẳng hạn như là phòng ngủ hoặc là phòng sinh hoạt chung gì đó. Nhưng ví dụ như phòng khách đi, mình đầu tiên là phòng khách, mình nói về phòng khách trước. Phòng khách sẽ có hai kiểu. Một là phòng khách kín, tức là không gian xung quanh là bốn bức tường hoặc là có kính hoặc là gì hết, nhưng mà không gian là không gian kính hết, nó thành một ô vuông như thế này, âm thanh không bị lọt ra ngoài, thì đó là một không gian kín. Không gian kín thì âm thanh chất lượng nó sẽ tốt hơn vì âm thanh nó được gom lại, nó không thoát ra ngoài đó. Còn nếu phòng khách mọi người, nếu như phòng khách tại nhà bây giờ thì thường sẽ làm phòng khách mà nó nối liền với bếp luôn. Đây là một không gian mở. Không gian mở thì thường mọi người sẽ phải chọn bộ dàn công suất lớn hơn một xíu. Đó, nó sẽ khác nhau, âm thanh nó sẽ bị loãng ra. Ví dụ như mọi người ngồi ở trong căn phòng đó, nhưng âm thanh khi mà từ loa phát ra mọi người, nó sẽ không được gom lại bởi bất cứ một cái không gian nào, mà nó sẽ thoát đi và nó truyền thẳng xuống bếp luôn. Nó truyền thẳng sang một không gian khác luôn. Thì có nghĩa là âm thanh nó không được giữ lại. Đặc biệt những cái không những phòng trống như thế này ấy, nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái tiếng bass của mọi người. Tiếng bass sẽ không được sâu. Đó, thì nên là khi âm thanh mà mọi người trong cái phòng mọi người á, mọi người phải để ý xem là âm thanh mọi người lắp ở phòng là phòng như thế nào. Thì mọi người nhìn cái phòng mọi người là mọi người phải biết là ví dụ cái bộ dàn đó bên mình note trên website là phục vụ cho được không gian từ 20 đến 25 mét vuông với điều kiện là không gian kín nha. Còn nếu mà không gian loãng, không gian mở thì mọi người chịu khó là nâng cấp bộ dàn nó cao hơn một xíu, công suất nó lớn hơn một xíu, chẳng hạn như phục vụ được 40 đến 50 mét vuông, 40 mét vuông đi ha, thì đưa vô một cái phòng mà có không gian mở thì lúc đó nó mới phù hợp. Ok, tiếp đến là phần diện tích. Diện tích phòng ảnh hưởng gì thì nó đơn giản rồi, như là các dàn nghe nhạc hoặc là xem phim hoặc dàn karaoke mình up trên website á, bên mình luôn để cái thông số là phù hợp với diện tích phòng bao nhiêu mét vuông, đáp ứng cho phòng kín. Với một cái bộ dàn có công suất nhỏ thì phù hợp với những phòng diện tích nhỏ, và nhớ những bộ dàn công suất lớn thì nó sẽ phù hợp với không gian lớn. Mọi người không thể nào đảo ngược lại là mình lấy một cái không gian, một bộ dàn công suất nhỏ mình đưa vô một cái phòng lớn, thì thứ nhất là tiếng nó sẽ bị loãng, âm thanh nó sẽ không hay, nó bị loãng tiếng, tức là tiếng súp nó không được dày. Mọi người cảm giác như âm thanh nó bị trôi đi đâu hết á, mọi người nghe chủ yếu là nghe tiếng mít, tiếng chép nhiều mà tiếng bass nó không được sâu. Đó là khi đó là âm thanh đang bị loãng ra. Còn nếu ngược lại, mọi người lấy một bộ dàn công suất rất là lớn, mọi người đưa vào một không gian nhỏ, thì thứ nhất á, khi mà mọi người mở công suất chưa đủ lớn á, thì cái bộ dàn đó nó lại chưa đáp ứng, nó chưa thể hiện hết được cái chất âm của nó. Nhưng mà nếu mọi người vặn lớn lên đến mức mà nó đủ thể hiện chất âm rồi thì lúc đấy là âm thanh lại bị dội quá, như quá khủng khiếp, nó nghe rất là ồn và thật ra là lúc đó nó không còn hay nữa rồi. Thì lúc này phải xử lý làm sao? Lúc này thì mọi người bắt buộc mọi người phải xử lý bằng tiêu âm. Ok, đến phần tiêu âm. Tiêu âm thật ra là một cái vấn đề cực kỳ quan trọng trong cái bộ dàn karaoke, mà thật ra mà khách hàng hiện tại là mới có hiểu mơ hồ về nó thôi mà không có nắm rõ chính xác về nó. Phần tiêu âm đặc biệt là trong phòng phim hay là phòng nghe nhạc nó cực kỳ quan trọng. Bởi vì khi bạn bước vào một không gian mà nó bị vang rồi á, thì kể cả là mình có lắp một bộ dàn nó cao tiền đến đâu, nó hay đến đâu, mà cái không gian đó bị vang quá nhiều thì kể cả bộ dàn tiền tỷ nó cũng nghe dở. Đó, nên là thật ra là cái tiêu âm, cái hệ thống tiêu âm là một hệ thống cực kỳ quan trọng, thậm chí là quan trọng nhất trong cái bộ dàn âm thanh mà trước giờ mọi người không để ý. Như vừa rồi thì High End Show có tổ chức tại Hồ Chí Minh á, mọi người không biết mọi người có tham gia không, thì mọi người có thể để ý cho mình là tất cả các hãng trong High End Show khi mà họ trưng bố những bộ dàn tiền tỷ ra, thì tất cả trong không gian đó, mọi người để ý đi, tất cả trong các góc á, các hãng đều để những cục
tiêu âm tán âm ở các góc để làm nó triệt tiêu đi cái âm vang và cái âm dội của cái phòng. Như vậy á, thì bộ âm thanh của mình á, nó mới đạt được chất lượng cao nhất, nó mới ra chất âm đúng của nó nhất. Chứ còn nếu mà để nguyên như thế không có hệ thống tiêu âm á, thì cho dù có bộ toàn tiền tỷ nghe cũng không hay. À ok cha. Và cuối cùng, việc quan trọng cuối cùng đó là lựa chọn thương hiệu. À, lựa chọn thương hiệu đây không phải là mình lựa chọn các thương hiệu này nổi tiếng hơn hay là kia, mà lựa chọn giữa thương hiệu, mà bởi vì mỗi thương hiệu á, nó sẽ có một tư duy kinh doanh khác nhau, mỗi thương hiệu nó sẽ có một chất âm khác nhau, các kỹ sư ở các thương hiệu khác nhau, người ta sẽ có lỗ tai khác nhau và người ta sẽ tư duy cái loa người ra ra những dải tần số khác nhau và chất âm hoàn toàn khác nhau luôn. Mình sẽ ví dụ cho mọi người đơn giản nhất đi ha. À, những bộ dàn đến từ những loa hoặc là âm thanh đến từ Mỹ nó sẽ khác hoàn toàn chất âm những cái loa hoặc là phần âm thanh đến từ các thương hiệu về châu Âu. À, những cái loa Mỹ này, chẳng hạn như các thương hiệu như Clip này, nó sub thì có SVS này, đó, những thương hiệu hoặc JBL này, đó là những thương hiệu đến từ Mỹ, thì chất âm của họ lúc nào cũng, nếu mà nói về xem phim á, lúc nào cũng là hiệu ứng rất là nhiều, nó chép là xài chép kèn, tiếng gọi là hiệu ứng rất là khủng khiếp, mà nó rất là lực, công suất rất là lớn, nó phù hợp với những căn phòng lớn. Nhưng với những bộ dàn mà chuyên về châu Âu như bên mình có bán, như là kiểu như Monitor nè, rồi Dali nè, rồi Piaga à, đó, thì những bộ dàn như thế chất âm lại khác hoàn toàn với Clip. Họ làm những cái loa ra chất âm nó rất là nhẹ nhàng, thiên mid, thiên sáng, chép rất là nhẹ nhàng. Rồi còn súp họ làm cũng khác luôn, súp họ làm đánh rất là mềm, rất là sâu, nhưng nó không quá lực, nó không quá, cũng gọi là nó không hiệu ứng quá nhiều như bên Clip hoặc là FVS. Vẫn có súp vẫn hay, nhưng mà nó nhẹ nhàng hơn, cảm giác mình thư thái hơn. Ngoài ra các dòng loa châu Âu thì nó sẽ thiên nghe nhạc một xíu nữa. À, mọi người có thể nghe nhạc trên bộ dàn xem phim một chút. À, nhưng mà còn về những bộ dàn của bên về Clip như Mỹ á, thì vẫn nghe nhạc được nha mọi người, nhưng các thể loại nhạc phải chuyên Mỹ cơ. À, Mỹ thì nghe thể loại gì? Thể loại rock. Đó, mọi người nghe nhạc rock trên loa Clip cực kỳ hay. Nhưng mà nghe nhạc rock là trên loa, mà trên loa châu Âu á, thường á, nó không đủ phê. Cái tiếng chép nó không đủ phê, kiểu á, chỉ nghe được nhạc tinh tế này kia thôi. Đó. Vậy nên là cái việc mà lựa chọn thương hiệu Mỹ hay châu Âu dành cho bộ dàn nghe nhạc và xem phim cũng rất là quan trọng. Thì cái này sẽ tùy gu của mọi người, chứ không phải là tùy cái không gian diện tích như mình đã nói á. Không gian nhỏ quá, ví dụ như mọi người có một không gian rất là nhỏ mà mọi người đưa cái loa, ví dụ như mọi người thích Clip quá đi, mọi người đưa một loa Clip vào rất là lớn, công suất rất là khủng và hiệu ứng quá trời hiệu ứng luôn, nhưng mà cái phòng quá nhỏ đáp ứng không nổi, vỡ chưa kịp đủ chất âm của nó thì nó đã dội âm rất là khủng khiếp rồi. Lúc đó thì chắc chắn mọi người xử lý thì vẫn xử lý được thôi, và xử lý qua tiêu âm đó, như mình có nói ấy, xử lý qua tiêu âm ấy, nhưng mà chắc chắn là sẽ tốn chi phí hơn. Thay vì đó, mình nếu mà mình lựa chọn đúng thương hiệu, mình lựa chọn vừa thôi, mình lựa chọn bộ dàn nhỏ lại một xíu, chất âm nó khác một xíu so với phòng, phù hợp với phòng nhỏ, thì nhiều khi hệ thống tiêu âm mọi người chỉ cần, nói chung chỉ cần sơ sơ thôi, một xíu thôi, hoặc là thậm chí mọi người có thể thêm những cái đồ trang trí như là chân vải hoặc là những cái vật tranh ảnh này kia mà nó nhiều vật dụng hơn, nó đã tiêu âm được rồi. Đó, thì thứ nhất là đó, mọi người đã đỡ tốn chi phí rất nhiều rồi, nên là cái việc lựa chọn thương hiệu á cũng rất là quan trọng trong cái phần dàn âm thanh. Ok, vừa rồi thì mình vừa với khái quát cho mọi người bốn cái vấn đề mà mọi người thường bỏ sót khi mà bắt đầu đầu tư cái dàn âm thanh. Thì nếu mọi người có ý kiến gì thêm, hoặc là đóng góp ý kiến gì thêm, hoặc những cái phần cậu đặt câu hỏi thêm ấy, thì mọi người có thể comment phía dưới cho mình để mình có thể xem và mọi người sẽ trả lời trực tiếp cho mọi người ha. Còn nếu mọi người muốn thắc mắc bổ sung thêm, hoặc là mọi người có những không gian nhà mà muốn lắp đặt dàn mà chưa biết lắp đặt làm sao cho nó phù hợp, thì mọi người có hoàn toàn có thể gọi điện lên Thiên Vũ, thì bên mình sẽ tư vấn hoàn toàn miễn phí cho mọi người. Đó, thì hotline mình sẽ để bên dưới ha. Thì mình là Khánh, hẹn gặp lại mọi người trong clip tiếp theo. Bye bye.